Xin chào các quý vị các anh chị và các tầm thầy các con trong buổi lễ thành truyền ngày hôm nay. Cô xin giới thiệu, cô tên là cô Hằng, cô đến từ công ty Sistech. Cô rất vui mừng vì được gặp các con ở đây ngày hôm nay, và cô rất mong muốn là cô có thể mời một bạn có thể lên trên đây, có thể cô có thể có đặt vào một vài câu hỏi, các con có thể trả lời giúp được cô được không? Có một bạn nào có thể xung phong lên này? Cô muốn có một bạn xung phong lên nói chuyện với cô một chút được không? Cô chào con. Con tên là gì? Con tên là Nguyễn Hẹn. Anh năm nay mấy tuổi rồi? Con thấy hôm nay thế nào? Hôm nay con cảm thấy thế nào? Con thấy đẹp ạ? Con vẫn vui không? Tại sao con lại vui nhỉ? Con thấy cái gì là vui nhỉ? Cháu vào khám bệnh. Vâng ạ, thật là tuyệt vời. Một cháu bé năm nay mới học lớp mẫu giáo lớn 5 tuổi, và con đã được cô nói chuyện, trò chuyện. Và cô, con trả lời rất là thật, là những cái gì mà con thấy được ngay hiện trên mắt con, đó là cái gì đẹp nhất. Bởi vì hàng ngày chúng ta ở đây là một môi trường không được khang trang, mới mẻ, đẹp đẽ như thế này. Và đây là cảm nhận của con. Xin cảm ơn con, chúc con luôn ngoan khỏe học giỏi. Và lời chúc này thì cũng chúc tới các thầy cô giáo ở trường Vũ Khoa, các con luôn mạnh khỏe, và mong rằng là bởi những sự góp mặt của các nhà tài trợ như của Sistech thì sẽ có thể chấp cánh những ước mơ nhỏ bé của các em, các thầy cô và các con luôn mạnh khỏe. Vâng ạ, thay mặt ban tổ chức cảm ơn những lời tâm sự phát biểu của cô Mạc Thị, của bà Mạc Thị Thu Hằng, giám đốc công ty Sistech. Vâng ạ, xin được tiếp tục.